Xin chào cô chú và anh chị. Hồi nãy mình đã bắt lại được bé bẹt rê rồi. À còn đây là bé cún giống như củ cải kim chi nè cả nhà. Củ cải kim chi thì may mắn được gia đình yêu thương. Còn em cún này biết trụ sao mà đợi em nó te tua quá. Bây giờ mình chi trả 4 triệu để cho hai đứa vào máy ấm nha. Mình bắt cái em bẹt rê vô trong rồi cả nhà. Vì hồi nãy em chạy trốn. Còn thằng cu này thì nó mập như con heo, cô chú và anh chị. Nó giật đứt cái xích nhà mình luôn. Đây là cái cột nè. Cột nó vô mà nó làm cho gãy cái cột nhà tôi luôn. Sao khóc hả? Tí nữa vô tôi cho uống hai viên nét ga nha. Trời ơi, hồi nãy cái điện thoại của tôi ti hết pin rồi cả nhà. Khi mình vừa về tới máy ấm nên nó tắt line ngang. À vừa về máy ấm chồng Ti vô lấy cái điện thoại cho Ti để quay. Bây giờ mình chi trả 4 triệu cho hai em cún được về với máy ấm Ti Ti sinh sống. Trời ơi, nó cột nó vô cái cây cột đó cô chú và anh chị. Nó giật phát đổ cây cột luôn. Rồi vô là tốn tiền uống thuốc nó mẹ gần 500 ngàn đó ông nội ơi. Rồi bây giờ tháo ra cho bé nó vào. Rồi còn nè. Còn chồng Ti thì te tua luôn cả nhà. Lội xuống ruộng để bắt em cún kia. Bây giờ mình mẩy dơ bệnh hết trơn luôn. Mất dép luôn nè. Nhưng mà mình phải chạy thôi. Chứ người ta mà thấy mình giảm nét cái đánh ruột nó là chết. Rồi ba đợi xe gọn vô đi rồi mình dắt nó vô. Ủa sao ba không lấy dép mà em? Dép không mà. Ủa dạ không có dép hả? Có tôi dài ngồi quá. Trời tội nghiệp quá vậy. Ừ, về đi. Đó bây giờ bắt nó mẹ nó mình mẩy te tua hết trơn. À Ti xin được khép clip ở đây. À chưa, tí nữa đi mình khép clip để cho bé cuốn này vào trong. Xong rồi mình sẽ quay cái bé bẹt rê hồi nãy mình bắt được. Ủa nãy ba để đâu vậy ba? Để ngay cửa luôn hả? Em này rất là hiền, dễ thương và thân thiện. Em nó mập béo tròn nhưng mà bị viêm da nặng lắm cô chú và anh chị. Rồi đang ăn cỏ nè. Em đang ăn cỏ. Bây giờ mình đi cửa hông vô hả ba? Kì. Đặt con tên là gì đây? Đó, mình mậy ghẹ lỡ hết trơn luôn. Xin chào cô chú và cả nhà. Đây là kim chi củ cải hàng phây nha cả nhà. Trời ơi. Em cuốn mà la la đo gì đó cả nhà. Golden hay gì á, Ti cũng biết nữa. Chuột hồi chiều. Hồi chiều á thì bé nó giật sập cây cột nhà mình. Còn bây giờ á thì lội xuống sình dơ hầy hết. Xong rồi leo lên giường nằm ngủ chơi chết bùn sình tùm lum hết. Bây giờ là đã chiều tối rồi. Nếu mà để cho em đi tắm thì nó trễ quá. Thôi ngày mai tắm. Ai làm gì làm nha cô chú và anh chị. Nằm thẳng cẳng thôi. Nằm thẳng cẳng luôn.